Tử vi tháng xin chào anh chị. Bài hôm nay tôi chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh dương lịch ngày 6 tháng 10 năm 2004, âm lịch ngày 13 tháng 9 năm Giáp Thân, giờ là giờ Mão, thân cư Thiên Di. Thân cư Thiên Di âm dương sáng, với cái lá số này tốt nhất là nên lập thân lập nghiệp ở nước ngoài luôn anh chị nha. Lập thân lập nghiệp ở nước ngoài. Năm xem 2022, năm Nhâm Dần, tuổi là tuổi 19, đang nằm trong đại vận là từ 15 đến 24, hơi vất vả một chút. Một chút thôi, còn lại thì nó đối với cái lá số này nhiều cách cục cũng khá là hay, khá là đẹp, nhưng mà tương đối bị phá cách. Nhưng về cơ bản, nếu định hướng tốt, định hướng đúng đắn, vẫn giỏi giang, vẫn công danh phú quý tài lộc đầy đủ cả. Định hướng thứ nhất là liên quan đến cái cung điền trạch này anh chị này. Anh chị nhìn là cung điền trạch âm dương sáng này, cung điền trạch sáng, cung điền trạch này là hóa lộc, là tử phủ vũ tướng, là ân quang, là song lộc, song lộc đi với thiên mã, sau này có thể kinh doanh buôn bán về cái mảng bất động sản rất hay. Lá số này là mệnh văn xương văn khúc, đi với cự môn thì dùng tài ăn nói, trước hết là dùng tài ăn nói để kiếm tiền, thì hợp với những ngành nghề liên quan đến marketing, liên quan đến bán hàng, trong đó có cái mảng bất động sản là một mảng rất tuyệt vời đối với cái lá số này. Đây, cung điền trạch thiên phủ, liêm trinh thiên phủ anh chị nha. Tiếp theo thì chúng ta vào giáp thân. Giáp thân là tuổi dương mệnh đóng cung âm, như vậy âm dương nghịch lý, không đắc thiên, không đắc địa, không đắc nhân, ra ngoài đời sẽ có một chút vất vả, có một chút khó khăn. Nhưng mà nếu đi theo, thứ nhất là ngành nghề bất động sản là thành dễ thành công, cái thứ hai đi theo ngành nghề khoa học công nghệ, đi vào cái mảng nghiên cứu, ví dụ như công nghệ thông tin, tại vì lá số này rất thông minh đấy. Mệnh văn xương văn khúc, mệnh thiên khôi thiên việt, mệnh lại có hồng loan, tuy rằng gặp tuần nhưng mà được cái âm dương nó sáng. Cái sao tuần này, tuần khung trụ, tuần trung không vong, nó hút hết cái ánh sáng của thái âm thái dương. Thế nên làm những ngành nghề liên quan trí tuệ, đặc biệt là có kình đà linh hỏa ở đây, thì làm liên quan công nghệ thông tin thì phải nói thực sự rất tuyệt vời đấy, hai ngành nghề chính. Ngoài ra xương khúc mà đi với khôi việt thì nói chung là cái cách văn dương nó rất là đỉnh cao, âm dương thì tư duy nó thông minh, nó sáng suốt. Đi với khôi việt cự môn thiên đồng thì nên làm những ngành nghề liên quan văn hóa nghệ thuật, viết văn, viết báo chí, giảng dạy thì nó rất là hợp cách đối với lá số này. Thế thôi, chúng ta với lá số này tôi chỉ cần định hướng ba ngành nghề đấy là nó rất là tuyệt vời rồi. Còn bạn có cái cơ duyên là hợp với ngành nghề nào thì mình sẽ theo ngành nghề đó thôi. Tiếp theo mệnh là thủy, cục là thổ, cục là thổ đấy. Cục khắc mệnh, cục khắc mệnh, cục khắc mệnh mà lại thân cư thiên di, như vậy tốt hay xấu được nhờ vào rất tốt hay xấu thì nó ảnh hưởng từ cung thiên di rất nhiều đấy. Cung thiên di anh chị nhìn là cự môn thiên đồng hơi hám địa một tí, lại gặp cả linh tinh, lại gặp cả đà la, nhưng mà linh đà đi với nhau nó hợp thành cái bộ cách phát chậm phát muộn nhưng mà phát chắc chắn. Giáp thì lại cung thiên di lại giáp tả phù ngũ bật, giáp long chỉ phượng các, giáp tam thai bát tạ, giáp rất nhiều cách hay. Nhưng mà đối với cái lá số này, cung thiên di trước hết nó phải gian nan vất vả, khó khăn cản trở. Gian nan vất vả ở con linh tinh này, khó khăn cản trở này, trắc trở thị phi ở con cự môn đà la, vượt qua được những cái đấy, hạn chế thể hiện mình, việc mình làm thì nó sẽ rất thành công, rất rực rỡ là cái lá số này. Nói chung là cuộc đời lá số này không tránh khỏi thị phi đâu. Cự môn này đi với hóa kỵ này, đi với thiên diêu này, diêu đà kỵ, cự môn đi với đà la, đi với hóa kỵ nó nhập vào cung mệnh rồi. Tiếp theo là gì, thân cư thiên di thì bình luận rồi. Tiếp theo chúng ta vào cung mệnh của lá số này đi. Mệnh lập tại đất mùi, cách cục là nhật nguyệt tịnh minh. Rồi, mệnh vô chính diệu lập tại đất mùi, cô thần quả tú, cô đơn được, chịu được cô đơn, thích nghiên cứu. Lá số này nó có hai cái sự đối lập trong cái tính cách. Một là văn xương văn khúc đi với hồng loan, cũng tương đối nhí nhảnh một chút. Đấy, thích văn hóa nghệ thuật, yêu văn chương, yêu giải trí. Học hành các thứ là giọt tài giỏi đấy, văn xương văn khúc phi nhân đa học đa năng mà, văn quế văn hoa cửu trùng quý hiển đấy, chính là cái bộ sau này. Xương khúc nó chủ về cái con người là mặt mũi nó đẹp, nó sáng sủa. Con gái thì xinh gái, con trai thì đẹp trai, học hành thì thông tuệ giỏi giang, nhưng mà có tuần ở đây lại có hóa kỵ ở kia thì xem ra có một chút trắc trở, thi thoảng là gặp những cái sự cố trái ngang gây ra cái chuyện công danh nó không được như ý cho lắm. Cô thần quả tú thì hợp với cái sự cô đơn, hợp với cái sự nghiên cứu, thế nên làm về cái mảng công nghệ thông tin đối với lá số này rất hợp cách. Tất nhiên là lá số này có thể đi bán hàng được, vượt qua một chút cô đơn để đi bán hàng được cũng hoàn toàn được. Cô quả không phải cô quả là cứ làm ở nhà làm một mình đâu anh chị nhá, nó không hẳn như thế. Cung điền trạch quá đẹp, lá số này thì sẽ chắc trở về mặt tình duyên. Rồi tiếp theo thiên khôi thiên việt. Đấy, khôi thì thường khôi ngô, việt thì thường da đen. Văn xương văn khúc thì thường thường là mặt mũi là khôi ngô tuấn tú, phong cách là nó lịch thiệp, nhưng mà đi với thiên việt thì cũng chả rõ là da trắng hay da đen, nhiều khi nó phụ thuộc vào cái gen di chuyển. Rồi hồng loan chăm chỉ chịu khó cần cù, những người niên thiếu công danh hồng loan bát tọa ở mình không sai, chính vì cái sự chăm chỉ chịu khó cần cù đi với cái bộ sao tam thai bát tọa nó tạo nên cái sự hanh thông thuận lợi, thế là công danh sớm thành sớm đạt. Tiếp theo hỷ thần, cũng hay nói hay cười, cười tươi vui vẻ.
hỷ thần miệng cười như hoa, thiên quan hiền lành, đường phù đấy, hồng loan đi mộc dục, đi với xương khúc, tình yêu tình ái các thứ sau này hơi trục trặc một chút, do tổ hợp cung phu là thiên cơ đi với hỏa, đi với linh, đi với đà, cung tử tức lại có gì thất sát đi với thai phục vượng tướng. Mệnh thì là vô chính diệu đấy, được cái cách là nhật nguyệt tịnh minh, âm dương sáng chiếu, và phải xem xét cung thiên di rất nhiều. Lá số này ngoài những cách hay như là văn quế, văn hoa, thiện tọa, tọa quý hướng quý, tức là hai cái sao thiên ất quý nhân ấy, sao này ra được, ra ngoài là dễ được các cái bậc trưởng bối nâng đỡ trợ giúp, có những cái duyên kỳ ngộ tao ngộ nó rất là khác người. Vô chính diệu, âm dương sáng chiếu, cự đồng xung chiếu, âm dương sáng chiếu cách cục nhật nguyệt tịnh minh, nhật nguyện tịnh minh tá cửu trùng ư kim điện, tức là hay gần gũi với những cái người mà có chức, có quyền, có vị, có thế, là cái tổ hợp sau này. Nhưng những cái tổ hợp cung mệnh này ngoài ra có những cái bộ sao sát tinh khá là mạnh, cũng may mà có sao tuần ở cung mệnh nó chắn đi tương đối nhiều sát tinh, như kình dương này, đà la này, linh tinh này, hỏa tinh này, rất rất nhiều sát tinh, thế nên là khi thành công thì bên nên biết giữ gìn một chút. Một chút chủ quan, một chút kiêu căng, một chút ngạo mạn, một chút tự cao với đời là xảy ra thất bại ngay. Tiếp theo hóa kỵ đi cự ngôn thì xảy ra những cái tranh chấp thị phi. Đấy, thái dương, âm dương lương là chủ về trí tuệ, nó chủ về sự thông minh, đi về hóa kỵ thi thoảng là có cái lúc nhầm lẫn một chút. Nhưng nếu đi vào những ngành nghề công nghệ thông tin thì hóa kỵ nó là một chút cái gì đi liên quan đa nghi, ham khám phá, ham tìm hiểu, thế nên nó sẽ có những cái sự thành công khá là rực rỡ đối với cái lá số này. Rồi, mệnh vô chính diệu, âm dương sáng, sinh lại sinh vào giờ ban ngày, thế nên nó ảnh hưởng từ sao thái dương cũng khá là nhiều. Tất nhiên là mệnh thủy thì nó ảnh hưởng từ sao thái âm, nhưng sinh ban ngày thì nó ảnh hưởng từ sao thái dương. Nhưng mà tổ hợp của lá số này nó sẽ ảnh hưởng bởi sao cự môn, sao thiên đồng và sao thái âm. Thứ nhất là mệnh vô chính diệu, cái thứ hai là thân cư thiên di cự môn thiên đồng rất hợp với mệnh thủy, thái âm rất hợp với mệnh thủy. Rồi, tiếp theo là gì? Đấy, nếu mà theo con đường chính trị nói chung gian nan vất vả nhiều khó khăn, còn theo cái con đường tự do văn hóa nghệ thuật sáng tác văn chương giải trí, hoặc là những ngành nghề liên quan công khoa học công nghệ thông tin, hoặc là liên quan bất động sản, mấy cái ngành nghề tôi lựa ra đây là rất là hợp lý cho là cái lá số này. Rồi cự môn thì miệng lưỡi đa đoan, thế khi xỉ sự tìm đường đảo điên đấy, phải cần tránh những cái chuyện mà tính khí thay đổi thất thường một chút là cái sao cự môn. Cự môn thì ăn nói giỏi, văn dương văn khúc, thiên khôi thiên việt thì ăn nói giỏi, tư duy thông minh, ăn nói giỏi, linh hoạt, hoạt ngôn, hoạt bát, đối nội đối ngoại ngoại giao tốt. Mệnh thiên khôi thiên việt không là con trưởng thì nói chung sau này lo toan gánh vác được các cái việc trọng đại của gia đình, của cơ quan. Là con cái thì lo toan cho cái gia đình bên chồng, chính là cái lá số này. Rồi đấy là sao cự môn. Cự môn thì tính khí thất thường, thế khi xử sự tìm đường đảo điên, thế nên phải cần nó phải thiền một chút, tính tâm một chút. Lại có thêm cái sao thiên đồng này, thiên đồng thì mắt lớn lưng dày, vóc người mà mập diện đầy phương viên, tâm cao trí đại như hiền, không cao ngạo dẫu bút nhiên thực tài, là cái sao thiên đồng. Đán hiểm đà kỵ lâm lai đấy, mắt lươn tí hí lại hay ngồi đồng, nhưng mà cái này không hẳn, cái này nó ở cung thân và ở cung tài bạch nó hội chiếu về. Thiên đồng là gì? Thiên đồng là thần đồng, thiên đồng là thiếu niên nhi đồng, tính là hơi bồng bột một chút, hay thay đổi, cả thèm chóng chán, hay đứng núi này trông đứng núi nọ trông núi kia, chính là cái sao thiên đồng. Tuy là thông minh, tuy là xuất chúng, nhưng mà hay thay đổi, thế nên cần định hướng rõ ràng, rành mạch một chút cho cái đường công việc, và phải theo đuổi đến cùng thì nó sẽ có những cái sự thành tựu, thành đạt nhất định. Tại vì cung quan lộc rất rất sáng anh chị nha, mà cung quan lộc có hỏa tinh, cung thiên di là có linh tinh, thế nên là trước nó phải trải qua khó khăn gian nan nghịch cảnh trắc trở đà la này, thậm chí hóa kỵ đi với kình dương là thất bại này, sau đó nó vươn tới thành công được. Đấy chính là cái sao thiên đồng. Thiên đồng là cái sao bạch thủ thành gia, mệnh có hỷ thần, thân lại có thiên hỷ, thế nên là nói chung là ở nhà hay cười và ra ngoài hay cười, nhưng mà trong khi cười thì cũng vẫn có cái mặt có cái nét mặt nó hơi buồn buồn thiu một chút. Đấy chính là sao cô thần quả tú nó chiếu vào mệnh, sao hỏa tinh linh tinh kình dương đà la. Đấy, kiếp không thì ra sắt đen đen, hỏa linh thì mặt khó sầu đăm đêm ngày, thì nó là như vậy. Nguyệt lực sĩ thì cứ cát lành, nguyệt đức cũng tốt, đà la là ra ngoài hay cản trở, hay bị cản trở, hay bị trắc trở, việc nó hay kéo muộn, việc nó hay bị trì trệ. Đấy, linh tinh cũng là vất vả gian nan khổ sở, đấy chính là hỏa tinh linh tinh. Rồi cái tổ hợp cung mệnh cung thân là như vậy. Ngoài ra cung thân còn một cái cách nữa. Giáp tả phù hữu bật, đấy, ra ngoài lắm người yêu, nhiều người mến, lắm anh theo đuổi, ra ngoài là nhiều tài năng, giáp tả giáp hữu có tài, giáp bát tọa giáp tam thai, thiếu niên sớm dự lâu đài nghi ngang, giáp long giáp vượng mấy ai, đấy, giáp long giáp phượng mấy ai, trước sau vinh hiển ra ngoài nổi danh, chính cái lá số này. Mà âm anh chị biết rồi, cách cục nhật nguyện tịnh minh, tá cửu trùng ư kim điện,
Thái âm Thái Dương nó tượng là mặt trăng mặt trời, tượng là soi sáng khắp bốn phương. Thế nên lá số này sau này rất dễ nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng đi về tai tiếng chính là cái lá số này. Tại vì sao? Đi với con hóa kỵ ở đây, tốt nhất là nên hạn chế thể hiện bản thân mình nó quá đáng thì nó sẽ tốt hơn cho cái lá số này. Ok, đấy là mệnh là thân này. Tiếp theo là cung quan lộc. Đấy, cung quan lộc mà có hỏa tinh, có hỏa tinh thì anh chị biết rồi, vất vả gian nan khổ sở trắc trở một chút sau nó mới có thành công thành đạt. Tiếp theo thái âm ở đây lại đi với văn xương văn khúc, lại đi với hồng loan, lại đi với hỷ thần, như thế vậy có thể làm những ngành nghề liên quan đến nghệ thuật, liên quan đến ăn uống vui chơi giải trí, chính là sao thái âm. Thái âm ngũ hành thuộc thủy thì kinh doanh nhà hàng quán ăn nước giải khát là cái sao thái âm. Thái âm thuộc thủy tức là văn chương và có nguyệt hoa phong tình. Đấy, nguyệt hoa phong tình sáng tác thi thơ nhạc họa vân vân chính là cái sao thái âm. Đa tình cũng là cái sao thái âm. Rồi nấu ăn nấu uống thêu thùa may vá khéo cũng là thái âm, đi với hồng loan chiếu vào cái cung mệnh của lá số này là sao thái âm. Thái âm ngũ hành thuộc thủy kinh doanh, ngoài ra thì thái âm nó chủ về tài, chủ về điền, thế nên đồng chí này có thể làm về những ngành nghề liên quan đến tài chính, kế toán, ngân hàng vân vân là cái sao thái âm. Cung thái âm nó chủ về điền sản mà cung điền trạch rất sáng thì theo tôi nên là vào ngành bất động sản thì nó rất là tuyệt vời, chính là cái lá số này. Rồi thiếu âm thì trong công việc hay phải chịu thiệt thòi. Cô thần quả tú thì có thể làm việc được độc lập tác chiến. Đấy, đơn thương độc mã. Đại tiểu hao thì trong cái công việc đại tiểu hao thì trong công việc nhiều khi là nó không được như ý cho lắm, chính là cái bộ sao song hao. Song hao ở đây hám điện, nhiều khi là cũng gặp phải những cái hoàn cảnh nó không được tốt cho lắm. Hỏa tinh nó khó khăn gian nan, song hao nó khó khăn gian nan, nhưng mà thái âm nó miếu thì nói chung càng ngày cái công danh nó càng vàng xa, càng vàng dội, chính là cái sao thái âm. Thái âm ở cung Hợi người ta gọi là cách cục nguyệt lãng thiên môn, cách cục rất đẹp, trăng treo giữa trời, giữa cái màn đêm rất là sáng anh chị nha. Đấy, quan lộc của thái âm đi với lộc tồn, đi với vũ khúc rất là đẹp. Ở cái lá số này thái âm đi với vũ khúc, đi với lộc tồn, đi với hữu bật, đi với hoa khoa, đi với thiên mã, sau này đồng chí này có thể du học và làm ở bên nước ngoài rất là tốt, những ngành nghề liên quan công nghệ khoa học thông tin thì quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo chúng ta sang cung tài bạch. Cung tài bạch mà có thái dương thiên lương thì chủ về làm những, thái dương là chủ làm mặt trời, chủ về những ngành nghề liên quan điện nhiệt ánh sáng, trong đó công nghệ thông tin. Ngoài ra thái dương là tượng là mặt trời, thượng là ánh sáng tỏa khắp bốn phương thì có thể làm trong những ngành nghề liên quan đến quan hệ công chúng, ví dụ như là làm về quảng bá, bán hàng, marketing. Đấy chính là cái sao thái dương. Rồi tiếp theo thái dương nó chủ về trí tuệ, làm những ngành nghề liên quan đến nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin rất là hợp cách. Thiên lương thì chủ về những ngành nghề liên quan đến giáo dục, giáo dục đào tạo, liên quan đến y, đồng chí này có thể làm liền những ngành liên quan đến dược, tại vì dính cái con hóa kỵ vào đây. Tiếp theo thiên lương chủ về những ngành nghề liên quan đến công tác xã hội, liên quan đến giám sát, liên quan đến quản lý, chính là cái sao tổ hợp sao cung dương lương ở đây. Dương lương đi với hóa kỵ thì cẩn thận hay có một chút sự nhầm lẫn, gây ra tổn thất tiền bạc, chính là cái cung này. Đấy, tiếp theo kình dương cũng là trắc trở, cũng là một chút thất bại, nhưng về cơ bản là tổ hợp cách này là ok, là ổn. Mệnh tài quan là cơ bản sáng nhưng mà nó hội tụ hơi nhiều sát tinh, thế nên là khi giàu sang phú quý thì hãy cẩn thận cung sức khỏe. Cung sức khỏe rất nhiều vấn đề anh chị nha, rất rất nhiều vấn đề ở cái cung tật ách này, chứ không đơn giản đâu. May mà được cung mệnh sáng, cung thân như thế này là cũng tạm ổn thôi, cung phúc đức tương đối sáng. Rồi tiếp theo có long đức thì may mắn cát lành về mặt tiền bạc, có thiên tài thì giỏi kiếm tiền, có địa giải thì nói chung là tiền kiếm cũng hao tương đối. Kình dương trắc trở thất bại, nhiều khi vất vả, hóa kỵ nhiều cái tranh chấp, nhiều cái thị phi về mặt tiền bạc. Quan phủ là khi mà có tiền thì dễ bị phản bội, dễ bị cướp đoạt, đầu quân thì cũng giữ được tiền tài, là cái tổ hợp cung tài bạch này. Tiếp theo thì chúng ta sang cung phúc đức. Cung phúc đức của là số phúc đức vô chính diệu gặp triệt, gặp thái dương thiên lương sáng như vậy là tốt, nhưng mà có đào hoa đi với thiên diêu, đi với linh tinh, đi với kình dương, đi với đà la hóa kỵ thiên hình như thế này, xem ra tình duyên trong dòng họ này nhiều người trắc trở. Đấy là cái thứ nhất, đào hoa đi với thiên không thì nhiều người giỏi những ngành nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật, đào hoa mà ngộ thiên không cầm kỳ thi họa tài ba tuyệt vời. Đấy là những cái người trong dòng họ đi với đào hoa mà đi với thiên diêu, kình dương, hóa kỵ, xem ra là lắm cái mối tình oan trái một chút. Thai phụ phong cáo chủ về bằng cấp, đào hoa đi với tấu thư làm những ngành nghề liên quan đến văn hóa nghệ thuật giải trí rất là hợp cách. Đấy, đào tấu thư đi với lưu hà thì khả năng ăn nói của những người trong dòng họ này phải nói là cực kỳ tuyệt vời. Thiên quan thiên phúc thì cũng hiền lành thôi, thiếu dương đi với thiên không thì khôn ngoan thông minh sắc sảo. Thiên thọ thì nhiều người có số sống lâu thọ trường, dưỡng cũng như vậy. Tiếp theo cung phúc đức vô chính diệu thì phải xem cung tài bạch. Tài bạch thì có thái dương thiên lương sáng như vậy, cung phúc đức rất là sáng, nhưng mà hơi tiếc gặp kình dương, gặp đà la, gặp linh tinh, gặp hóa kỵ, gặp thiên hình, thì nói chung là cái công danh cũng như cái tình duyên là nhiều khi nó trắc trở, nó không được vẹn toàn cho lắm. Rồi phúc đức vô chính diệu mà có thái dương thiên lương xem ra hợp với ông, hợp với cha,
là nhiều, nhưng mà đấy thái dương nó đi với kình dương hóa kỵ thì cũng chả biết là hợp được bao nhiêu. Thái âm lại đi với hỏa tinh, đi với kình dương, đi với hóa kỵ, xem ra số sau này là không gần cha mẹ, cha mẹ lại có con sao phá quân, mệnh lại lập ở đất thiên di, âm dương lại sáng chiếu. Rồi chúng ta sang cung phu, một cái cung phu tương đối nan giải chứ không đơn giản đâu. Cung phu là thiên cơ. Thiên cơ thì chủ về đa tài đa nghệ đa mưu, thiên cơ chủ về trí tuệ, thiên cơ chủ về khéo ăn khéo nói, thiên cơ chủ về khéo léo thủ công mỹ nghệ, đặc biệt đi với thiên hình chồng sau này có thể làm về những ngành nghề liên quan máy móc. Nhưng mà cơ nó chủ về biến động, mặc dù cơ thiên cơ nó rất là hiền lành nhưng nó biến động. Mà cái cung tử tức này là có thai phục vượng tướng đấy, cung chồng này lại khá khéo léo nên tán được cô này xem ra cũng khá là xinh. Cung chồng là thiên cơ đi với đào hoa, đi với tấu thư, đi với thái âm, xem ra chồng cũng khá là đào hoa, chính là cung chồng này. Thế nên nó gây ra cái vấn đề không hay ở cung tử tức thai phục vượng tướng, rất dễ có con hai dòng. Tiếp theo thiên hình là cái sự xung khắc. Ngoài ra thiên cơ nó rất ngại hỏa tinh linh tinh, đặc biệt là hỏa tinh linh tinh có chủ về cái sự biến động dã man, biến động kinh khủng ở cái cung chồng này. Mặc dù ngũ hành của đồng chí này mệnh là thuộc thủy, thiên cơ ngũ hành thuộc mộc thì có cái hợp, nhưng mà càng về sau càng thấy cái sự biến động nó không được hay cho lắm, là của cung phu này và lại không hợp với cung phụ mẫu. Cung phụ mẫu lại có hóa quyền đi với địa không, nhị hợp với cung phu, như vậy xem ra có cái vấn đề rồi gì đó sau này là bắt nguồn từ bố mẹ vợ. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Thai phụ phong cáo chồng có bằng cấp, cơ đi với văn tình thông minh tinh ý, cơ đi với thiên chủ, đi với song hao thì chồng chi tiêu phóng khoáng sở lợi, khả năng ăn uống nhậu nhẹt là tốt, thiên đức phúc đức cũng là thông minh, lấy đức làm đầu. Lâm quan thì hơi khoe khoang khoác lác một chút, kiếp sát đi với thiên hình sau này làm về những ngành nghề liên quan đến thủ công mỹ nghệ, liên quan đến làm đẹp, liên quan đến giao kéo một chút, chính là sao thiên hình đi với kiếp sát. Đấy là cung phu, đa phần cái cung phu mà có thiên cơ như thế này lại có cự môn thiên đồng, toàn những cái sao chủ về biến động, lại có hỏa tinh, lại có linh tinh, lại có cự môn đà la, đấy, tranh chấp thị phi chồng hơi đào hoa một chút, nó sinh ra nhiều cái nó không được hay cho lắm, là cái cung phu này. Tiếp theo cung phụ mẫu. Cung phụ mẫu cũng khá là đẹp nhưng có điều là bạn này không hợp bố mẹ, thì tốt nhất là được cái con gái thì sau này đi lấy chồng cũng xa bố mẹ rồi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bố mẹ mà cô phụ mẫu mà có phá quân hóa quyền thì xem ra rất dễ làm trong những ngành nghề liên quan binh nghiệp, quân đội, công an, cảnh sát, là có chức có quyền, chính là cái tổ hợp sau này phá quân hãm địa gặp triệt nó rất đẹp anh chị nha. Những cái tổ hợp sát phá tham trừ sao thất sát thôi, gặp triệt nó rất là đẹp. Rồi tiếp theo phá quân đi với địa không, địa kiếp đắc địa cũng là hợp cách này. Đi với tràng sinh tốt tâm tốt tính, sống có tình có nghĩa, có trước có sau nhưng hay bị hiểu lầm, bởi vì phá quân là cái sao nó tương đối ngang ngạnh, tương đối ngang ngược. Đi với địa không địa kiếp nói chung cũng nóng tính, cũng dữ tính một chút, đấy chính là địa không địa kiếp. Ân quang thiên quý thì tình trọng nghĩa, ân tình nghĩa nặng, nhưng mà gặp cái tổ hợp sau này thì cũng hơi nan giải. Cung phụ mẫu này là cách cục là sát phá tham, đắc tứ linh, đắc sinh mộ vượng, rồi là đắc gì, đắc hóa quyền, đắc lộc tồn, đắc hóa khoa, đắc thiên mã, rất dễ làm trong những ngành binh nghiệp, hội tả phú bật, có quân có quyền, hội tam tai bát tọa, hội long trì phượng các. Nói chung cung phụ mẫu khá là đẹp. Phá quân ngũ hành thuộc thủy hợp với mệnh thủy, nhưng bản chất của phá quân là hung tinh, hao tinh bại tinh, thế nên là ở gần bố mẹ là nhiều cái sự xung khắc, nhiều cái sự không hợp, nhưng về cơ bản cung bố mẹ rất đẹp. Cách cục sát phá tham đi với gì, đi với lộc tồn, đi với tướng quân. Lộc tồn là chắc chắn là tướng quân quốc ấn, là hội tất và cả của cung tuật ách rồi. Cung phụ mẫu hóa quyền, lộc tồn hóa khoa, tả phú bật, tam thai bát tọa, thanh long long trì phượng các, đi với thiên mã. Rồi đây chính là cái cung tuật ách đối diện về, cung nô bộc đối diện về, cung tử tức chiếu sang. Cung phụ mẫu đẹp. Tiếp theo là chúng ta sang cung nô bộc luôn ạ. Cung nô bộc là gì? Tham lang. Cung nô bộc mà có tả phú với bật thì thường thường là đông bạn đông bè đấy. Cái thứ hai là tam thai bát tọa thì bạn bè tốt, có thanh long thì bạn bè là nhiều người giàu sang phú quý, có tứ linh bạn bè chính trực đàng hoàng, có cái sao tham lang ở thủy người ta gọi là cái cục phiếm thủy đào hoa, thì nói chung là đồng chí này là hay giao du với những cái đối tượng mà nói chung là cũng tương đối ăn chơi xa xỉ một chút, là cái sao tham lang này hãy cẩn thận một chút. Cung tử tức là cái có cái con phục binh, cung nô bộc nó có tham lang tính bẩm thung dung mà say miền cái đẹp rượu đồng mới ngon, thì cẩn thận một chút, ra ngoài rất dễ bị lừa, rất dễ bị mang cái tiếng xấu vào người, chính là con cự môn con hóa kỵ nó chiếu vào cung mệnh. Mệnh cách là có văn xương văn khúc lại đi với hồng loan, cự môn hóa kỵ nó chiếu vào cung này, nô bộc lại có tham lang là cái sao hưởng thụ, thì cẩn thận một chút về cái vấn đề các cái mối quan hệ với người, đặc biệt với người khác giới. Cơ bản là bạn bè là cũng ok, khá là tốt, nhiều người công danh có chức vị có quyền hành, đông bạn đông bè, nhưng mà khi gặp sao tham lang chủ về đào hoa, cung tử tức lại có phục binh thì cẩn trọng một chút, không có dễ mang những cái tiếng xấu vào người. Cung tử tức thì sao, thất sát thì hiếm con muộn con, thai phục vượng tướng thì vợ chồng là dễ ăn cơm trước kẻng, bây giờ thì nó bình thường thôi đấy, thất sát đi với bạch hổ là nói chung là dễ xảy lắm, thế nên là việc sinh con hơi khó khăn.
Thế nên với lá số này theo tôi thì tốt nhất là nên kết hợp sớm một chút thì nó sẽ tốt hơn cho cái lá số này. Con cái mà có tứ linh thì sau này chính trực đàng hoàng. Tiếp theo là gì? Con cái là có sinh mộ vượng, sinh mộ vượng nó chủ về đông con nhiều cháu, thế nên là trước sau một cái quá trình nó mất mát các thứ thì sau này vẫn là đông con nhiều cháu. Còn cung con cái thì nó sẽ phải phụ thuộc vào nhà chồng nhiều. Nhưng đối với lá số này sẽ không hợp con không hợp cái này. Tại vì sao? Cung tử tức là sao thất sát là cái sao hình khắc lục thân, thất sát là cái sao nó chỉ hiếm muộn. Bạch khố tang môn nó chủ về máu huyết, chủ về vất vả này. Thai phục phượng tướng thì rất dễ ăn cơm trước kẻng này. Tiếp theo cung tử tức này thất sát là cách cục là sát phá tham đi với hóa quyền hội hóa lộc ở đây, hội tướng quân lại hội quốc ấn. À, bộ cách là gì? Phục binh, tướng quân, quốc ấn. À, sao thiên hình ở cung phu rồi. Con cái sau này rất dễ làm trong những ngành nghề liên quan binh nghiệp là cái sao thất sát này, hoặc những ngành nghề liên quan đến dao kéo, liên quan đến các cái vật kim loại, ví dụ như thủ công mỹ nghệ làm nghề cũng là liên quan kim loại, hoặc là bác sĩ giải phẫu dùng dao dùng kéo, chính là cái cung tử tức này. Rồi cung con cái là như vậy. Tiếp theo chúng ta sang cung huynh đệ. Huynh đệ cũng không hợp này, lá số này mệnh cô quả. Cung huynh đệ không hợp ở mức độ nhẹ thôi, tại vì đây là cái sao tuần. Đấy, sao tuần mức độ nó nhẹ không quá đáng ngại. Tiếp theo từ sao tuần ở cái cung ngọ cung mùi nó không quá nặng, ân quang thiên quý, sau này anh em là tốt tâm tốt tính với nhau, chia sẻ giúp đỡ được nhau. Cách cục của cung huynh đệ này đắc tử phủ vũ tướng, đắc hóa lộc, đắc song lộc, đắc hóa khoa, đắc thiên mã, lại có tả phú bật tam thái bát tọa, xem ra anh em sau này là thành công thành danh thành đạt và sau này có thể kết hợp được với anh em anh chị nhé. Tại vì mệnh cục bạn này là cục thổ ngũ cục là sau 35 tuổi. Đấy, còn trước 35 tuổi thì nhiều cái sự xung khắc, nhiều cái sự không hợp. Nhưng mà tử vi nó xung khắc thì mức độ hình khắc nó nhẹ thôi, nó không như sao thất sát, nó không như sao phá quân, nó không như cái sao liêm trinh. Đấy là cái cung huynh đệ sau này là có tài, công danh chức vị quyền hành là đầy đủ cả. Đấy, cách cục tử phủ vũ tướng có tả phủ bật là vua, có quân có quyền, đấy, có song lộc chiếu về, lại có hóa khoa chiếu về. Có thiên mã chiếu về, có long có phượng chiếu về, có tướng quân có quốc ấn, rất nhiều cái cát tinh nó chiếu vào cái cung huynh đệ này, lại còn giáp văn xương văn giáp nhị hợp văn xương văn khúc, nhiều cách hay ở cung huynh đệ. Tiếp theo chúng ta sang cung điền trạch của lão số này, một cái cung tôi đánh giá là có khi là đẹp nhất. Điền trạch mà có liêm trinh thì sau này có thể cạnh tranh về khoản đất đai nhà cửa được, là cái sao liêm trinh. Có thiên phủ thì thiên phủ là thiên kho quốc khố, biệt hiệu của nó là nhà của cung vua phủ chúa, thế nên sau này là nhà cao cửa rộng, nhà to cửa lớn. Tiếp theo thiên phủ đi với hóa lộc, lại còn hội cả lộc tồn, lại hội hóa khoa thiên mã, thì sau này đất đất đai là giải ở khắp nơi, chính là cái cung điền trạch này. Tướng quân quốc ấn sau này sẽ nhà cửa sẽ ở gần những cái nơi, ở gần những cái người có chức vị có quyền hành, là cái bộ sao này thai phục vượng tướng mà đi với địa kiếp ở đây, sau này có đất đai phải giữ gìn cẩn thận, chứ không sẽ bị sự tranh đoạt, bị sự kiếp đoạt, bị sự lừa lọc, chính là cái tổ hợp phục binh địa kiếp kình dương hóa kỵ nó nhòm ngó cung điền trạch này. Cơ bản cung điền trạch này rất là đẹp, liêm trinh thiên phủ miếu vượng, sau này đồng chí này cũng có thể kết hợp với một người nào đó để mở ra một cái cơ sở kinh doanh, và cơ sở kinh doanh này đất đai, diện tích đất đai nó khá là lớn, công xưởng nó khá là rộng, cửa hiệu nó rất là lớn. Thiên phủ gặp hóa lộc, gặp lộc tồn, gặp thiên mã, đấy, thiên mã dù về sự dịch chuyển, dù về xuất hành xuất ngoại đi xa, có thể mở một cái công ty làm về cái mảng phân phối được. Tại vì cách của cung điền trạch này là tử phủ vũ tướng đi với liêm sát, đi với hóa khoa, đi với thiên mã, thiên mã là dịch chuyển vận động, là phân phối, là cái tổ hợp cung điền trạch này, điền trạch nhị hợp cung tài bạch, có thể làm về những ngành nghề liên quan đến bất động sản đất đai được, chính là cung điền trạch này. Cung này rất là đẹp anh chị nhá, hợp với cục thổ, không hợp với mệnh thủy nhưng lại hợp với cái cục thổ. Tiếp theo cung tật ách, một cái cung phải nói là xấu nhất trong cái lá số tử vi này. Rồi cung tật ách có lộc tồn đi với bác sĩ thì khả năng giải hung giải tai giải bệnh tốt, hóa khoa đệ nhất, giải thần cũng giải tốt, hữu bật cũng giải tốt, tam thai bát tọa cũng giải tốt. Nhưng mà cung tật ách này có tổ hợp vũ khúc thiên tướng đi với, thứ nhất là địa không địa kiếp, những cái gì rủi ro nó rất tiềm tàng, địa không địa kiếp bạo phát bạo tàn phát giá như lôi ở cái cung tật ách đến cái tuổi 55, nói chung là phải cẩn trọng về mặt sức khỏe. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai cung tật ách này giáp kình dương đà la, lộc tồn thì luôn là giáp kình dương đà la, nhưng mà thêm con hóa kỵ, thêm con linh tinh ở đây thì nói chung là cẩn thận phòng tránh mọi các bệnh tật đầy rủi ro, thế nên sau này đi thăm khám thường xuyên thôi. Nhưng mà được cái cung mệnh ở đây là nó có tuần, nó chắn hết các cái sát tinh, bốn đại sát tinh. Cái xấu của cung tật ách này ngoài ra phải căn cứ cái gốc mệnh anh chị nhá, cái gốc mệnh là cũng may mắn là có sao tuần nó chắn được cơ số sát tinh này, kình dương này, đà la này, linh tinh này, hỏa tinh này, rất rất nhiều sát tinh nó chiếu vào cung mệnh hóa kỵ này. Nhưng mà cũng may mắn là có sao tuần và được cái bộ cách âm dương lương sáng. Đấy, thì cung phúc đức là cũng ok, là cũng ổn. Thế nên là tuy rằng cung tật ách này nó xấu, nhưng mà đến độ tuổi 55 thì nói chung phải phòng hết sức cẩn thận.
bệnh rất nhiều các loại bệnh trong cái người lá số này. Đấy, 55 tuổi nó phát ra rất mạnh, 55 tuổi nhị hợp với cung quan lộc thôi, hạn chế không tham công tiếc việc, làm vừa thôi chứ không chết giờ. Đấy, vũ khúc. Vũ khúc là sao? Ngũ hành thuộc kim, chủ về bệnh, chủ về những cái hệ hô hấp, đặc biệt đi với thiên khốc, thiên hư, đấy là cái thứ nhất. Tuế phá là chủ về răng, thiên tướng là chủ về đầu, về mặt. Đi với địa không, địa kiết, nói chung là cái đầu mặt cẩn thận. Tiếp theo thiên mã là chủ về tay chân. Mã đi với không kiết, nói chung ra ngoài thì địa giao thông các thứ là cũng phải đi lại cẩn thận chứ không đầy rủi ro, chính là cái cung tật ách này. Cung này khá là xấu, may mắn là có cái sao lộc tồn, sao hóa khoa, những cái sao giải hung, giải tai, giải bệnh, giải họa, giải tật nó rất là tốt. Rồi tiếp theo chúng ta sang các đại vận của lá số này. Đầu tiên là đại vận thứ 15. Đại vận 15 gặp tuần một chút trắc trở nhẹ nhàng, không được như ý. Đại vận này tử vi gặp tuần, tử vi phúc thọ công danh tài lộc. Đại vận này tử phủ vũ tướng, cách cục tử phủ vũ tướng tả hữu tam thai bát tọa long trì phượng các hóa lộc song lộc mã. Đại vận này nói chung cơ bản cát lành, may mắn, hành thông thuận lợi, có một chút trục trặc rất nhẹ. Trục trặc thứ nhất là ở đại vận này tử vi gặp tuần. Cái trục trặc thứ hai là chỉ ở chính trong cái lá số này, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt gặp tuần. Cái thứ ba là có kình dương. Kình dương đà la là trắc trở trì trệ thất bại, hỏa tinh linh tinh vất vả hóa kỵ, trục trặc nó ở còn trong cái mệnh lá số này. Thế nên là khi đại vận mà gặp tuần như thế này thì nó sẽ không được như ý thôi. Còn lá số này về cái đường học hành cơ bản ổn, có điều nó không được như ý do cái tổ hợp xương khúc nó gặp tuần. Rồi tiếp theo đại vận thứ hai từ là từ 25 đến 34. Đại vận này là gì? Nói chung đại vận này vất vả, gian nan, trắc trở thôi. Thế nên lá số này tốt nhất là nên làm về những ngành nghề liên quan đến công nghệ thông tin. Còn tiếp theo thì làm những ngành nghề liên quan đến bất động sản rất hợp cách, làm văn hóa nghệ thuật cũng rất là hay. Đại vận này thiên cơ vượng địa thì tính toán sẽ thành công, nhưng cơ đi với hỏa linh, đi với đà la. Cái đại vận này đại vận thiên không, nói chung nếu mà làm về cái mảng kinh doanh thì nói chung đại vận này đầu cơ tích trữ phải nên cẩn thận, nếu không độ rủi ro trắng tay rất là cao. Nhưng mà được cái rất là hay, đại vận từ 25 đến 34, nói chung là tuổi đời đang còn trẻ, kinh nghiệm, kiến thức các thứ nó chưa có nhiều, thế nên là tuy có mất mát cũng không đáng ngại là cái đại vận này. Nói chung đại vận này chủ về mưu tính các thứ nó sẽ nhiều vất vả, nhiều khó khăn, nhiều gian nan. Do cơ đi với hỏa tinh, cơ là chủ biến động, chủ về hay thay đổi công việc, hay thay đổi chí hướng, là sao thiên cơ đi với hỏa tinh, linh tinh thì vất vả, gian nan, khổ sở một chút. Đi với đại vận thiên không thì nói chung là có cũng thành mất. Thế nên lá số này nếu mà khi mà có nhiều tiền thì tốt nhất là tôi thấy để vào cung điển trạch là rất là hay. Cung này là cái cung tụ tài, cung này là cái cung tốt cho cái lá số này. Nhìn bát tự tôi cũng thấy vậy. Bát tự là gì? Bát tự thiên can mậu thổ nó hơi yếu. Quan sát thì mạnh, mộc khắc thổ nó rất là mạnh, thế nên là dùng hỏa dụng thổ. Dụng hỏa dụng thổ là dụng thần, dụng hỏa dụng thổ thì có thể làm những ngành nghề liên quan bất động sản, chính là cái lá số này. Tiếp theo màu sắc nên mặc là màu sắc liên quan đến đỏ hồng, liên quan đến vàng nâu, nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo cái đại vận 35 đến 44, đại vận 35 44 sát phá tham hãm địa, chủ về cái sự vất vả, nhưng đại vận này có tứ linh, có sinh mộ vượng thì cơ bản là nó ổn định, nó an lành, nó bền bỉ. Tiếp theo là có phục binh, có lại có thái tuế đi vào đây, cẩn thận các việc liên quan đến tranh chấp thị phi, kiện tụng liên quan pháp luật. Cơ bản đại vận này là nó sẽ ổn định anh chị nhá, đại vận này sẽ ổn định, đặc biệt làm về những ngành nghề liên quan nghiên cứu khoa học thì nó rất là hay, là cái đại vận 35. Đại vận 45, đại vận 45 thái âm dương lương sáng như thế này, đại vận này chắc chắn là tiền của nó rất là nhiều, nhưng độ rủi ro nó rất là lớn, dễ thất bại, dễ vỡ nợ, dễ phá sản, chính là cái đại vận này. Kình dương đi với hóa kỵ này, hội với hỏa tinh, hội cô thần quả tú này, hội đào hoa, hội thiên không, chính là cái đại vận này. Đại vận này là sẽ giàu có lớn nhưng mà độ rủi ro trắng tay khá là cao. Tiếp theo đại vận 55 thì rất là xấu rồi. Lộc tồn đi với hóa khoa, đi với thiên mã, đi với hữu bật, cách cục tử phủ vũ tướng, đi với hóa lộc, đi với hóa quyền, tam hóa liên châu. Nhưng mà dính vào con địa không địa kiếp như thế này, nói chung là cách cục là bạo phát bạo tàn. Thế nên là cái đại vận này tốt nhất là nên làm ăn nó chắc chắn, nên giữ gìn những cái thành quả mình đã đạt được, chính là cái đại vận này. Địa không địa kiếp nói chung là cách cục rất là đẹp, vũ khúc thiên tướng chẳng ngại địa không địa kiếp. Nhưng mà địa không địa kiếp khi mà về cái tuổi 55 thì nói chung là không đơn giản đâu anh chị nhá. Đại thiên mã ngũ hành lại thuộc mộc, ở đây là mệnh thủy, cục là cục thổ, như vậy là một cái nó làm hao tiết mệnh, một cái nó khắc vào thổ cục, thế nên là cuối cùng là cũng chỉ sự vất vả, chỉ sự gian nan. Tuy rằng đại vận này độ bạo phát bạo tàn nó rất là cao, nhưng cuối cùng địa không địa kiếp vẫn là cái chữ tàn thôi. Rồi chúng ta sẽ dừng lại ở đại vận 55. Tiếp theo chúng ta sang cái đại năm 2022. 2022 năm Nhâm Dần đấy, vào cái cung tật ách. Nói chung là cung này là cơ bản nhìn, nếu mà nói về tuổi 55 là xấu, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nói về khi có nhiều tiền là xấu, còn nói về cái chuyện thi cử mà có lộc tồn, có hóa khoa, có thiên mã, có vũ khúc thiên tướng, toàn như sau về chủ về công danh như này, nói chung là 10 phần thành công, 1 phần thất bại, 1 phần rủi ro,
do cái tổ hợp thiên mã ngũ hành thuộc mộc tiết cái mệnh thủy, do địa không địa kiếp cách cục bạo phát bạo tàn, do cái thiên hư thiên khốc là nước mắt là buồn phiền. Nhưng mà cái năm 2022 tiểu hạn nó vào cái cung khoa quyền lộc vũ khúc thiên tướng đi vì hữu bật, thiên tướng hữu bật phúc lai lâm mà, vũ khúc thiên tướng đi với lộc tồn đi với hóa khoa công danh khoa bản, về cơ bản nó rất rất cát lành, có một chút rủi ro nhẹ ở địa không địa kiếp và rủi ro nhẹ ở cái tổ hợp la số mệnh này hỏa linh kình đà kỵ 2022 nhá. Tiếp theo này, tuổi 19, 15, 16, 17, 18, 19, à đây 19 lại vào cung quan lộc. Quan lộc là thái âm, thái âm tượng là mặt trăng, tượng là soi sáng khắp năm châu bốn bể, chính là sao thái âm. Đi với hỏa tinh thì rõ ràng vất vả gian nan, đi với cô thần thì buồn phiền, đi với đại tiểu hao xem ra hơi chắc trở một chút. Và cái hai cung này nó nhị hợp với nhau, một cung thì gặp địa không địa kiếp, gặp tuế phá, một chút sự ngang trái, một chút sự nó không được như ý. Quan lộc thì có hỏa tinh, nhưng về cơ bản cuối cùng vẫn là tốt, bởi cái sao thái âm, bởi cái sao lộc tồn hóa khoa, bởi cái sao thiên tướng hữu bật anh chị nhá. Năm 2022 nếu mà nói về cái chuyện học hành thi cử là 9 phần thành công, 1 phần rủi ro, 1 phần rủi ro. Mà để thành công cũng phải nhiều cái vất vả, nhiều cái gian nan đấy. Đây cùng tuổi 19. Tuổi 19 vào thái âm có hỏa tinh thì vất vả rồi, lại có kình dương hóa kỵ, đấy, rất dễ vì một cái việc gì đó bất ngờ mà xảy ra cái sự trục trặc, chính là cái năm 19 tuổi. Rồi như vậy là đã xong cái lá số này. Xin chào, hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo.